lưng của con cứng á. Chứ khi mà nó đi á, mẹ ơi, lưng con cứng á, để mẹ sửa cho con. Lên rồi tôi giúp lưng nó rồi tôi để xuống, nó đây luôn. Tôi nói nó làm tôi nó không được, không hơn chút nào luôn á. Đau lắm. Tôi kêu mẹ nó ra đi, sao mẹ vô đó ngủ. Tôi nói thương, hết sức hết lòng với nó luôn. Nó dặn dò tôi từ Bắc Liêu tới nhà luôn, từ bệnh viện tới nhà, mẹ nó không cho con đi. Yeah. Còn đừng lo mẹ nuôi cho con nữa. Cố gắng tìm đủ mọi cách để cứu chị Mỹ Lai. Nhưng mà khi đi bệnh viện về nó bữa hôm kêu người ta đi Trà Vinh lấy thuốc lại cho nó, mà tha cũng như không. À, là về là cô đi Trà Vinh lấy cũng thuốc đi nữa, lấy thuốc nữa. Tha cho con đỡ đau, con bớt đau. Hỏi con bây giờ nó con chấm chích gì không? Nó không trả lời được, nói được, dặn mẹ được, đầy đủ tùm lum luôn mà chừng đi dễ dàng luôn. À, đây là chồng của chị Mỹ Lai nha cả nhà. Rất là nhiều người hỏi sao mà mấy em đến nhiều lần mà không có gặp chồng của chị Mỹ Lai. À, anh nói vuông hả? Anh đi làm miết hả cả nhà? Mà bệnh giờ bệnh cũng lợi vui. Đi ban ngày cũng đi lại. Dạ. Dạ xin chào quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đang xem kênh Bagina. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân ở trong và ngoài nước. Hiện tại thì em đang có mặt tại ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Dạch Đông thuộc thành phố Bạc Liêu đó cả nhà. Dạ thì hôm nay thì em cũng xin thông báo đến quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân một cái tin rất là buồn cả nhà. Đó là hoàn cảnh của chị Mỹ Lai 34 tuổi mắc một căn bệnh ung thư. Mới đây thì gia đình liên hệ qua anh em và thông báo là chị đã qua đời nha cả nhà ơi. Ở một khi mà nghe được cái tin này thật sự anh em rất là buồn cả nhà. Nên hôm nay thì anh em cũng cấp tốc sáng sớm từ ở Sóc Trăng xuống Bạc Liêu để gặp gia đình, để chia sẻ những hình ảnh này để gửi đến quý khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân. Thì anh em cũng mới vừa đến nha cả nhà. Nghe đâu thì chị Mỹ Lai nằm viện trong suốt một cái thời gian khá là dài. Thì chị mới về nhà được một ngày thôi cả nhà, do cái căn bệnh quá nặng thì bác sĩ cũng cho về nhà, thì ngày hôm sau thì chị lại mất. Bây giờ thì em mời cả nhà cùng em đi vào bên trong để gặp gia đình để hỏi thăm coi câu chuyện này như thế nào nha cả nhà. Bây giờ xuống, bây giờ anh em cũng mới vừa đến nơi này cả nhà ơi. Ai đi đọc rồi tự thì khi mà nghe chị mới like mà là chút hơi thở cuối cùng tại nhà thì anh em cũng rất là đau lòng cả nhà, rất là đau lòng. Con chào cô nha, đang làm lễ hả cô? Đang làm lễ hay gì? Dạ, làm lễ gì? Dạ. Con lại đang chuẩn bị làm đám hết đêm rồi, tại hôm qua 3 giờ nó mất, 3 giờ. Mất hồi 3 giờ chiều hôm qua hả cô? Dạ. Là bữa trước là mình đưa về đưa một về ngày. Là nó cũng ngồi bình tĩnh nói chuyện với bình tĩnh, tôi từ Bạc Liêu từ bệnh viện tới nhà luôn. Dạ. Rồi nó đi thì nó đi không được mà ổng nó vô. Dạ. Nói con đi không được nó kệ đi, mẹ con biết bệnh mẹ mừng rồi, nó đi được hay không kệ đi. Ngồi chỗ giữ con coi con cứ được nữa, mẹ đâu có bắt con làm gì đâu mà con sợ. Dạ. Rồi nó dắt sáng sớm nói mẹ ơi, mẹ làm thuốc con đi, con hết bệnh rồi. Nó làm thuốc với mẹ cũng đi mua đồ làm thuốc cho con muốn vậy mẹ làm cho. Chừng mà tôi đi mua đồ xong rồi tôi nói mẹ mua đồ làm như mười con trai với hai ông gì nó lại cộng với nó mẹ. Rồi làm xong rồi tôi chạy ra trước tôi nói bây giờ con nói bụng con mẹ bụng báo cho con ăn. Dạ. Nó vừa ăn rồi nó nói chưa được ăn nữa. Lúc 10 giờ nó mẹ đi ngủ đi, mẹ ngủ lâu quá rồi hả con. Ngủ đi mẹ không ngủ đâu, nó không ngủ đâu mẹ đi ngủ đi. Mẹ con cứ nói chuyện gì tới hoài. Một hồi cho nó ăn được là một muỗng nó nhả ra trả tôi là nó đẻ tay xuống là đi. Trời ơi, em ngủ.
để tay xuống vậy là nó đi đi rồi lắc nó bắt lại kêu lai ơi lai lai ơi lai là chỉ đi đi nhẹ nhàng gì đó đi con. Nhẹ nhàng không có nói gì hết dặn tôi nuôi con nó mẹ nuôi con được không nuôi con của con được không mẹ nuôi được con đừng có lo mẹ nuôi được nó hỏi mẹ còn tiền làm phước cho nó nè có mẹ có nhưng mình không có cũng mình nói có đâu yeah. Không biết chuyện gì nó có hết bệnh rồi mẹ có hết bệnh rồi nó cứu mẹ có hết bệnh đó mà cái cục đó là mình nghi ngờ tới cổ rồi đó nó ra tới cần cổ hết thảo được đó trở lên tới cổ rồi nói. Đi vô trong đứng thấy cô ngoài này ồn lắm. Đây là những đứa nhỏ nè cả nhà ơi, những đứa đầu lan nè, đồ con cả nhà. Con của chị Mỹ Lai đó cả nhà ơi. Rồi chị nằm rồi cả nhà ơi. A Di Đà Phật. Con A Di Đà Phật. Đây chị Mỹ Lai nè cả nhà ơi. Hai lọc con to hơn. Chị mới mất ngày chiều hôm qua đó cả nhà. Đau lòng quá cả nhà ơi. Lại mẹ đấy con à. Nó nói mẹ sao ngủ lâu quá vậy mẹ không lên nói chuyện với con. Trời ơi. Mẹ ta trang điểm cho mẹ đẹp quá mẹ trang điểm mẹ ngủ mẹ trang điểm hồi nãy kêu mẹ nó ăn cơm với mẹ sao mà mẹ vô đó ngủ vậy ra ngoài đi mẹ à. Tôi nói nó làm tôi không được không quên chút nào luôn á đâu tôi kêu mẹ nó ra đi sao mẹ vô đó ngủ tôi nói thương hết sức hết lòng với nó luôn. Nó dặn dò tôi từ Bắc Liêu tới nhà luôn, từ bệnh viện tới nhà mẹ nuôi con cho con đi. Dạ. Còn đừng có lo mẹ nuôi cho con nữa. Chị có hết bệnh mẹ nuôi nữa. Chị về đây là chị dặn gắn như cũng như gửi gắm mấy đứa nhỏ cho mẹ. Rồi cái bằng phước cho nó ai mà biết đó mà mất liền luôn đâu. Trời ơi. Chứ nó được tháng, một tháng cũng được, một tháng cũng được. Dạ. Nó biết mẹ ơi con, lưng của con cứng á. Chứ khi mà nó đi á. Mẹ ơi, lưng con cứng á, để mẹ sửa cho con. Lên rồi tôi giúp lưng nó, rồi tôi để xuống, nó đây luôn. Trời ơi, đau lòng quá nha. Thật sự thì hôm trước thì cô cũng có gọi điện mà nói là chị về nhà rồi. Nó mới về được một hôm. Thì ngày hôm sau thì... Được một hôm là sao? Là nó chưa là nó đi. Nghe tin là chị đã mất rồi nha. Mất hồi chiều, 3 giờ hả cô? 3 giờ chiều. 3 giờ chiều. Giờ để là... giờ đã một đêm mà cô liệm hồi lúc mang bên 9 giờ tối rồi nhìn nhỏ khóc nè cả nhà kêu mẹ nó ra mẹ ơi đừng có ngủ lâu quá đây là con của chị là nè ba đứa này nè con của em nó à, là ba đứa này hai dạ, đứa hai. Nhỏ này cũng không có mẹ luôn nó khóc nè thấy tội nghiệp không cả nhà nhỏ này nó khóc hoài luôn đó khóc kêu mẹ hoài luôn đó nó cứ chút nữa đi tu trả lệ cho mẹ nó vì là bé này cũng kêu bằng mẹ luôn dạ mẹ luôn bà kêu ơn chú ơn nữa quên là bà kêu mẹ ơi đứa con mẹ nhất là lớn nhất là mấy tuổi gì cô những cái đứa con của chị Mỹ Lai cả nhà này 10 tuổi này 4 tuổi này 6 tuổi dạ rồi chị gửi gắm lại cho cô rồi đó cả nhà ơi chị đã ra đi rồi sau một thời gian dài đau đớn cũng như là chống chọi với căn bệnh chống chọi mà bệnh này mà bây giờ nó hết đau rồi nó nằm như hết đau rồi sao con khóc vậy mẹ mất con buồn hả rồi nó biết mẹ mất á thương quá cả nhà bé nhỏ cố lên mẹ... con cố gắng lên bé nhỏ thì nói mẹ ngủ rồi mẹ ngủ lâu á mẹ ra đi mẹ con đâu rồi mẹ con đâu rồi mẹ con đâu chị chú đi nó buồn á cả nhà không biết ha tội lắm cả nhà ơi tham mô gì được không cô cũng cố gắng tìm đủ mọi cách để cứu chị Mỹ Lai nhưng mà trước khi đi bệnh viện về nó bữa hôm kêu người ta đi Trà Vinh lấy thuốc lại cho nó mà tha cũng như không HLV là cô đi Trà Vinh lấy cũng thuốc đi nữa lấy thuốc nữa tha cho con đỡ đau con bớt đau hỏi con bây giờ nó con còn chúng chích với không trả lời được nói được dặn mẹ được đầy đủ tùm lum luôn mà chừng đi dễ dàng luôn chị là tính ra mà từ khi mà anh em con đến cái bữa đó đến thăm xong là chiều lại là chị làm mệt nhập viện mệt đi luôn nhập viện tới giờ đến hôm nay luôn là từ đó tới giờ là 25 ngày đúng không trời ơi nằm trong bệnh viện 21 ngày thấy chưa
22 ngày, về được một ngày nữa, 23, 24 bữa nay. Vậy là lúc đầu vô là cấp cứu, nằm trong phòng cấp cứu luôn hả cô? Cấp cứu 5 ngày, vô hồi sức 10 ngày, làm dạ. 5 ngày, đi ra bên kia 5 ngày nữa. Dạ. Rồi nó 1 ngày nữa, đợi cho nó khỏe. Rồi nó cũng về, nói mẹ ơi, cho con về đi, con không chết đâu, con sống mà, con khỏe rồi. Rồi nói với cô gì đó hả? Mẹ ơi, đi đừng kêu xe kia, đừng kêu xe cấp cứu á. Nó kêu xe ngồi đi, con ngồi được, gọi cần tiếp hơi tiếp gì con ngồi được. Chắc không, nó chắc, nó dễ nói mẹ, con nói một câu mẹ nghe, con dặn mẹ nuôi con đi. Mẹ nuôi được không? Rồi nó trả lời, nó nói bây giờ mẹ nuôi không được, con sống đâu, nó mẹ nuôi đi, nó khóc. Không nói được, không, mẹ nuôi được. Biết mẹ mới cho chắp tay thì kêu mẹ lên ăn cơm đi, đừng có thù quách mẹ ra ăn cơm. Những lần trước thì tuy chị nằm bệnh nhưng mà anh em mình đến còn gặp chị, còn nói chuyện đó. Như lần này thì lại không nữa cả nhà ơi. Chị mất rồi cả nhà ơi. Hết giận nữa rồi. Đau lòng quá. Thương nhất là những đứa nhỏ cô, còn những đứa nhỏ còn nhỏ quá, kêu mẹ nó lên hoài. Hôm nào cũng mẹ đi ra đi ăn cơm. Dạ. Mẹ đi ra đi, nóng quá, nực quá, mẹ đi ra đi. Là cái hôm mà đưa chị về đó là giống như bác sĩ là cho mình xuất viện luôn chứ không phải là mình về. Không phải, cho nó xin nữa đó, nó xin bác sĩ về. Xin bác sĩ về. Bác sĩ nói bây giờ con về được thì con về, bây giờ chắc nó nhơi con của nó rồi, hai mấy ngày rồi. Bà về hôm qua cũng còn chuyển nước cho nó nữa, hay tiếp hơi cũng tiếp hơi nữa. Vậy là có bác sĩ là đây chuyển nước? Có, hai ngày luôn á. Dạ. Rồi nó nói bây giờ một ngày tới 600 ngàn á, con ơi, bây giờ nó nói chịu đi mẹ cho con khỏe được rồi, thì kệ theo nó luôn. Theo nó nói mẹ làm phước cho con đi, bữa nay con khỏe rồi, con hết bệnh rồi, nó nói gì, bây giờ nó hết thì bệnh. Bây giờ nó hết bệnh rồi, nó nằm hết đơn báo rồi. Tới khi mà chị ra đi đó là cái vết thương rồi dần dậy hả cô, có bớt không? Dậy tay sưng một bên nó cũng dậy. Mà nóng, nóng tới 9 giờ gần để vô mới mát lạnh luôn. Dạ. Từ nó mất 3 giờ, tôi không đành lòng mà nó cho nó. Tôi gờ hoài, xóa hoài cho nó xong mà nó nóng từ đầu tới chân luôn, nóng hoài mà nó dậy. Là lúc mà chị mất rồi mà cứ nóng hoài. Còn nóng dậy á, nó dạ. 8 giờ 50 á cũng là nó lạnh từ từ rồi. Dạ. Nó là như nó biết là 9 giờ ta để nó vô đây. Chắc nó biết. Không mình nó chắc nó lên hết. Linh hồn nó biết. Dạ. Thương cả nhà. Nó nói thì mẹ để cho con vậy, nuôi con vậy á, con có lỗi gì cho con xin lỗi mẹ đi, không có lỗi gì đâu con ơi, miệng mà con sống mẹ làm gì cũng mẹ làm cho con hết sức hết lòng. Dạ, chứ cô cũng cố gắng hết sức rồi. Nằm chỗ đi viện người ta mặc tả, nói mẹ ơi đừng có làm, không ai làm cho con đâu, có mình mẹ làm thôi, mặc tả không sao đâu. Tội nghiệp không cả nhà. Giờ chị ra đi thì để lại những đứa con, biết bao nhiêu cái nỗi buồn đó, cho gia đình nữa cả nhà. Ai cũng mà. Rồi anh em mình cô đốt giùm con hai cái nha. Thấp còn mấy nén hương cô, hai nén hương. Giờ anh em cũng đến đây cũng như là để thông báo đến quý khán giả, quý mạnh thường quân về cái tình hình của chị Mỹ Lai á, thì chị đã mất rồi nghe cả nhà. Thì anh em cũng thay mặt khán giả cũng như quý nhà hảo tâm từ trước đến giờ đã ủng hộ cho chị, gia đình thì cũng thắp cho chị một nén hương, cũng cầu nguyện cho chị được an nghỉ. Chị hết đau đớn rồi đó cả nhà ơi. Hết đau đớn rồi, hết đại tiêu cưới. Đau lòng quá. Con trai lớn nhất á. Tính là con của chị còn nhỏ nhỏ không cả nhà? Nhỏ nhỏ không cả nhà? Con nguyện cho chị được an nghỉ, A Di Đà Phật. Bây giờ nuôi không được, không phải nuôi mà. Đi đâu? Dạ. Yeah. Thương quá. Thật sự thì hôm qua mà chiều mà cô báo tin á, thật sự anh em cũng
bất ngờ luôn cả nhà. Nhưng mà do đường xa nên không đến kịp. Hôm nay là sáng anh em cũng tranh thủ đến đây sớm để cập nhật đến quý khán giả. Không có lời nào mà cảm ơn hết lòng hết dạ mà con không còn. Đau lòng mà. Thì khi nào mình mới đưa chị, khi phòng sự của chị á, khi nào mới đưa đi, cô đưa lên chùa hay sao? Thứ ba, sáng thứ ba. Thứ ba, dạ. Đưa lên chùa. Chùa gần đây hả cô? Chùa cũng gần một cây số. Một cây số. Dạ. Rồi là mình đêm đó là mình làm lễ quả táng hay sao cô? Ừ, quả táng. Ừ. Rồi mình lấy cô có về nhà, mình thờ nó. Dạ. Năm gì đi đem vô tháp tới chùa, mình có làm ở chùa. Dạ, có làm tháp ở chùa rồi. Dạ. Thì đến đây thì con cũng xin thay mặt dạ khán giả mình Hồng Quân cũng gửi lời chia buồn đến cô nha cô. Dạ. Chắc từ khi hôm qua giờ cô khóc hết nước mắt rồi cả nhà ơi. Dạ. Thật sự. Dạ được rồi cô, được rồi, được. Chúc đi chúc. Dạ không sao đâu. Dạ. Từ khi mà chị bệnh nó mỗi lần anh em đến là cô nó khóc miết rồi cả nhà, hết nước mắt, thời gian quá trời dài. Nó nói cỡ nào cũng không bỏ con của nó, dạ. Mẹ ra nuôi cho không sao đâu, dạ. Tâm mà con hết bệnh là mẹ nuôi hết sức mẹ. Dạ, thật sự chị Mỹ Lai rất là kiên cường chống chọi với cái căn bệnh đó. Chống chọi nó đau cũng không nói đau. Khi mà cô dạch cái vết thương của chị ra là thấy nó sâu á, nó bự á cô. Vô một lần sáu này, lần sáu này nó làm nó ra cục xuống quanh lưng nó nhóc luôn. Xạ chị là được lần thứ năm. Ừ, thêm một lần thứ sáu nữa mà không được. Rồi chị yếu quá, bị sâu vô trong quá. Nhưng mà nó quay lên tới hậu. Dạ. Ra phía sau nó bà. Ra phía sau nó nắp nè. Nổi cục cục như nè. Cục bự bự. Rồi chị đau đớn biết bao nhiêu mà nó. Đau cửa nào cũng không mở mình ra, mẹ đau không nói luôn. Chấm trời được. Ngọc miệng nói là con khỏe không. Đây là con đau lưng luôn mà. Giống nước gì đó. Nhấp luôn. Tới giờ mà ra đi hỏi con đau không nước nó nói luôn. Dạ. Tới giờ muốn đi là lấy tay lại, lấy bàn tay chọc lại nắm chặt luôn rồi mình mua thấy là chắc là không khỏi mới kêu bà mẹ này lấy đồ mới lại cho tay là. Dạ. Nửa tiếng đồng hồ là đứt luôn. Nó đồ của nó để đóng rồi nó lật đóng nữa nó. Ừ. Đồ của chị. Đồ một đống luôn. Quá trời đồ của chị Mỹ Lai cả nhà nhìn nè. Bây giờ làm máy làm gì làm còn. Chưa mặc, chưa mặc. Có những bộ đồ mà chưa mặc. Có nhiều đồ chưa mặc nữa. Mọi người không phải nhìn. Con bốn đứa nuôi dạo. Bốn đứa nhỏ. Giờ bỏ lại bốn đứa nhỏ cả nhà. Tội quá. Hay gì đâu Phật. Không biết nói gì nữa ngoài cái lời cầu nguyện cũng như là gửi lời chia buồn gia đình đó cả nhà ơi. Dạ. Cô đây thì cũng mới mổ thời gian trước. Trong suốt cái thời gian vừa rồi là cô vất vả rất là nhiều để lo cho chị á. Cố gắng để cứu chị để cho chị sống. Hầu như trong cái thời gian này là cô ở bệnh viện nhiều. Dạ. Dạ. Đau lòng. Dạ. Buồn quá. Đâu không ngủ được đâu. Nó cũng không ngủ luôn á. Nhỏ nó không ngủ nữa. Đi lên đi xuống thôi. Đi chụp còn kêu mẹ nó đi ra đi. Mẹ đông quá mẹ ra đi. Mẹ nằm trong đó lâu quá. Lâu mẹ quá, kêu mẹ nó ra đi. Thôi bé nhỏ nó mẹ đi ra ăn cơm chưa đi, biết nữa. Thì mẹ mấy hàng ngày mẹ bệnh đó thì mẹ nằm đó thì vẫn đi tới lui vẫn còn thấy. Đi lui nói mẹ nằm mẹ trang điểm đẹp quá. Dạ. Mẹ ơi sao nó nhìn con mẹ nằm lâu quá vậy? Con ghét mẹ. Dạ. Nói gì với mẹ nó hoài, mẹ nó cũng dòm mới cười con đó. Giờ còn mấy đứa nhỏ nhỏ. Con là con không có ngủ nữa con. Nhỏ này nó khóc quá trời ơi con. Nói sao mà mẹ đánh lên. Đau lòng quá nha. Đau lòng. Sáng hôm qua
từ giờ này nói mẹ làm phước cho con đi. Ừ, mẹ làm cho con. Kêu làm phước. Kêu làm phước cho nó. Mẹ làm cho con, ý con muốn làm gì. Nói là con hết bệnh rồi, mẹ làm như mời ông Lục hai. Ông Lục lại đọc kinh cho nó, rồi đại như mấy bà già. Ờ, làm phước là kêu mấy sư là lợi tụng á hả? Tụng kinh cho mẹ. Rồi nói bây giờ con ra nghe, mẹ đặt cho con nghe nè, mở cái điện thoại đặt kinh cho con nghe hôm qua. Dạ. Nó tới 3 giờ nó tự mà nó nghe rồi, nó hỏi con có nghe không, hợp đồng có nghe. Nghe rồi nó cho ăn, ăn rồi nó đi luôn. Hay gì đâu, tụng kinh để xin tội rồi đó, đó con. Dạ. Dạ. Ừ. Chị ra đi nhẹ nhàng nha. Tại vì chị đã đau đớn rất là nhiều rồi trong thời gian vừa rồi á. Cái gì ra đi rồi. Rồi trong bệnh viện bác sĩ cũng nói rồi, bây giờ chị bình tĩnh lên. Dạ. Chắc không được lâu. Dạ. Dài nhất là một tháng, tôi nói một tháng cũng mừng nữa, nửa tháng cũng mừng nữa, mà con tôi cũng cỡ nào tôi cũng quên không được á. Quên một tiếng nói mẹ dùm như con cho con. Sự... Mẹ hết tiền chưa, nhớ không được. Trong suốt một cái thời gian anh em mình từ khi đến chia sẻ cái hoàn cảnh của chị My Lai thì cũng khoảng 5-6 tháng rồi cả nhà. Đó, thì trước đó chị đã bệnh rồi, rất là nhiều khán giả cũng như là Quý Mạnh Thường Quân rất là thương về hoàn cảnh của chị, cũng như là đồng hành và giúp đỡ cho chị trong cái thời gian khá là dài để giống như là cho chị là dành lại cái sự sống để nuôi mấy đứa con, mà giờ chị có do căn bệnh quá nặng thôi nha, do căn bệnh quá nặng. Anh như con thắp hương hả? Thắp hương cho mẹ. Hồi hôm á, thằng lớn mẹ nó nằm sợ nó hút nhang, nó nằm đốt nhang cho mẹ nó. Dạ. Yeah. Mấy đứa con thắp hương cho mẹ đó cả nhà đi. Thấy lớn vậy có 13 tuổi hả? Lớn nhất là 13 tuổi. Này 10 tuổi nè, bữa nay đi tu trả lề cho mẹ nó nè, chút nữa. Tu được 7 ngày là nó trả lời rồi. Dạ. Yeah. Thì đứa nhỏ xíu nữa, bé này nữa. Bé này nữa. Rồi đứa nhỏ con của nó nữa. Dạ. Yeah. Cái nhà. A Di Đà Phật. Thì hôm nay tụi con đến đây thì trước nhất là gửi lời chia buồn đến cho với cô ha. Dạ, dạ. Thì trong suốt cái thời gian vừa rồi anh em cũng đồng hành với cô cũng như là chia sẻ về hoàn cảnh của chị My Lai á. Dạ, nhưng hôm dạ. Nay là giống như chị cũng hết hết đau đớn rồi cô. Đau đớn rồi bây giờ nó nằm yên nghỉ luôn. Trong suốt cái thời gian mà chị nằm viện á thì khi mà anh em chia sẻ lên thì Mạnh Thường Quân á mà gửi mà thí dụ 1 triệu 2 triệu thì con gửi trực tiếp vô trong bệnh viện chứ con không có giữ lại á. Dạ. Để cho cô có chi phí để đóng viện phí cho chị. Dạ. Như lần mới nhất đây thì con có gửi 1 triệu đồng. Dạ. Cho cô thì cũng của chị, của một người cô. Dạ. Một người cô Diệu Hạnh với lại một Mạnh Thường Quân. Dạ. Dấu tên là 500. Dạ. Cô Diệu Hạnh 500 là cũng, cũng gửi cho cô. Dạ. Thì hôm nay đến đây thì tụi con thì không có nhận thêm của Mạnh Thường Quân, không có nhận. Dạ. Tiền thêm. Dạ. Nhưng mà con cũng xin phép. Dạ. Anh Thành với chị Điệp. Dạ. Ở bên Canada. Dạ. Thì cũng xin phép anh chị là gửi cho gia đình một cái số tiền 2 triệu ha, để. Dạ. Phụ tiền nhang đèn với. Dạ. Với cô á. Dạ. Để lo cho chị My Lai cả nhà. Dạ. Xa nước trong. Thực sự thì trong cái thời gian vừa rồi hầu hết là các Mạnh Thường Quân ai. Dạ. cũng giúp cho chị My Lai của ít lòng nhiều người ít. Dạ. ít chung tay giúp á. Dạ. Hôm nay thì con đến đây thì con. Thì con xin phép, em cũng xin phép anh Thành với chị Điệp ở bên Canada thì cũng gửi cho gia đình số tiền là 2 triệu ha để phụ lo. Dạ. cho cái phần hậu sự của chị My Lai cả nhà. Dạ. Nhìn mấy đứa nhỏ mà thương quá, thì anh em thì cũng rất là hy vọng khi mà đăng tải video và cái câu chuyện gia đình á thì tiếp tục được Mạnh Thường Quân thương và giúp. Dạ. Chủ yếu là giúp cho các bé thì chị. Dạ. cho chị được an lòng rồi đi á cô. Dạ. Con gửi cô ha. Cảm ơn. Dạ. 2 triệu của. Dạ. Dạ. Của anh Thành với chị Điệp. Rồi. Dạ đúng rồi. Mua cái gì đó. Dạ. Cũng. Tại vì giờ thì chắc có nhiều khán giả như là Mạnh Thường Quân cũng chưa có biết á về. Dạ. câu chuyện mà chị mất á. Dạ. Con tụi con thì cũng đến đây để cập nhật cũng như là sẽ. Dạ. Dạ. Biết. Biết hôm qua mà. Dạ con biết. Cô có gọi. Ý là con nói là nhiều khán giả chưa biết á cô. Dạ. Dạ. Tiếp theo nữa thì cũng có là anh chị. Dạ. Hoàng Châu My Khang ở. Dạ. Bình Dương thì cũng. Dạ. gửi cho gia đình là 200. Dạ.
cũng nghe được cái tin mà gia đình chị Mỹ Lai đã mất á. Thì anh với dì cũng có gửi 200 gửi cho cô, gửi nguyên đất khắp cho chị luôn, cùng giúp mấy đứa nhỏ ở nhà đi. Mọi người thương rồi giúp cho mấy đứa nhỏ sau này có tiền đi học nữa cả nhà. Chị mất rồi gửi 200 anh chị. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến mình luôn. Dạ, cảm ơn, không có gì ngoài cảm ơn. Dạ. Thương quá, qua video thì cũng không biết nói gì hơn ngoài cái lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân trong suốt một cái thời gian cũng khá là dài. Dạ. Ủng hộ cho gia đình, ủng hộ cho chị Mỹ Lai, nhưng do căn bệnh của chị quá nặng chị đã ra đi rồi cả nhà, không có hỏi, cũng cầu nguyện cho chị được an nghỉ. Cô bà cô bác lúc nào cũng theo dõi cái tình hình sức khỏe của chị Mỹ Lai, khi mà trở nặng rồi là cô ông bà cô bác cũng liên tục gọi đến để hỏi thăm coi tình hình sức khỏe của chị như thế nào, coi có bớt hay không. Nhưng mà thấy căn bệnh của chị thì càng ngày càng trở nặng thôi. Mỗi khi mà anh em thông báo lên thì ai cũng rất là buồn cho chị. Đi quá nặng, quá nặng. Tuổi thì còn rất là trẻ, mới 34 tuổi thôi nha. Chị hôm nay thì không có chống chọi nổi với được cái căn bệnh. Dạ. Quá trời uống thuốc luôn, nhiều thuốc loại thuốc lắm luôn. Cái gì cũng xài ai chị gì trong cái đi làm. Trong cái lúc đầu á, anh em có tôi còn đăng lên đó thì ông bà cô bác cho thuốc rất là nhiều luôn. Tôi thấy mà cái tôi thấy rồi. Vinh nó nói là cũng kêu chú dùng kêu tôi đem về đây rồi ta cho thuốc cũng đem về cũng dùng. Lúc đó cô bài ra là không biết mà sử dụng cái loại thuốc nào. Vinh nó mua hai cho nó được đó một ngày. Dạ. Nói chung là gia đình cũng tìm đủ mọi cách để cứu chị mà gắng hết sức. Và bác sĩ nữa. Dạ, bác sĩ nữa. Bác sĩ cũng muốn cứu chị lắm nhưng mà do bệnh chị nặng quá. Bác sĩ cũng thương. Đi ở bệnh viện mấy ngày là cũng bác sĩ năng lì quá. Bác sĩ cũng đi luôn qua hết sức của bác sĩ luôn. Dạ. Biết là căn bệnh ung thư là nhiều khi mà bác sĩ thấy cái vết thương đó là bác sĩ bó tay không có tiếp tục mà điều trị giống như chị Mỹ Lai này đâu. Dạ. Mà chị Mỹ Lai thì được liệu trình thứ năm luôn rồi. Năm. Từ Bạc Liêu qua đây mười mấy cây số cũng từ chạy ra theo nó tới nhà chị. Là sắp tới liệu trình thứ sáu chưa cô? Tới rồi đó. Tới mà vô chưa được đó. Còn mà vô chưa được. Được đó. Tăng vậy bác sĩ nó theo dõi nó là lắc đầu. Dạ. Ai mà thấy nó bớt chút nào cũng người ta gán. Dạ. Không được. Một ngày một đêm mà tăng một cục dài vậy đó. Một ngày một đêm tăng cục dài vậy đó tới học là nổi lên đó cô. Tới đây là tôi lấy cái tay tôi thụt vô là một ăn vậy là học vậy nên trời ơi, mà coi thở chỗ nào nữa ở đây vậy coi thở chỗ nào nữa. Cũng như mấy cái chỗ khác thì là thịt thịt nó, cũng, nó, cũng, nó, đúng, cũng đỡ lên tới đây rồi nó tới chỗ mà chỗ quay gì, qua ở sau nách gì thở rồi quá cục không có chỗ nào mà không có rồi tay nó sưng nặng rồi hơn 20 kg nữa tay nó một bên nó sao chịu nổi đúng là một cục thịt nó hồi hôm đau đớn biết bao nhiêu mà nó tay nó cũng vậy của cha của các bé có về chưa cô? Quê rồi. Rồi hả? Dạ, quê nó đứng nói với chú hồi nãy đó. Hồi nãy hả? Người đầu tộc đó. Tại vì vô mấy lần nhiều khán giả cũng không biết là chồng của chị Mỹ Lai ở đâu. À anh này quá. Phải không cô? À, đó là việc chút xíu. À, đó là chồng của chị Mỹ Lai ở nhà. Rất là nhiều bà cô chú thắc mắc. Sao nhờ? Chồng của chị Mỹ Lai ở đâu? Không thấy mà khi mà mình đến là chị ảnh đi làm rồi. Anh ở Hòa Vuông á. Anh cũng giờ cũng đang làm ở ngoài đó xong chồng của chị Mỹ Lai coi nha. Cái đó làm gì cô? Cái đó là làm đêm giữa là làm gì chứ cũng giữa nó là. Thôi chào anh. Rồi. Là... đang làm hả anh? À thiệt bé ra kêu hay vậy? Em chia buồn với anh nha. Tâm. Mấy lần đến thì không có gặp anh đó cả nhà. Hôm nay gặp anh. Đây là chồng của chị Mỹ Lai nha cả nhà. Rất là nhiều người hỏi hồi sao mà mấy em đến nhiều lần mà không có gặp chồng của chị Mỹ Lai. À, anh nói vuông hả? À, anh đi làm miết hả cả nhà? Mà bệnh giờ bệnh cũng lợi nuôi. Đi ban ngày ban đêm lại. Bỏ đâu được đâu. Dạ.
rồi giữ miết giữ và anh đi giữ vuông đó luôn thường cả nhà. Rồi mấy hôm nay anh có về không, qua có về không? Qua nó đi đi ai à, là sáng đi chiều về hả? Dạ là đi chạy đi vuông rồi về liền. Ồ rồi chạy vô dạ hai ba cho tôi ăn thì nó chạy rồi chạy đi rồi Mẹ thấy nhẹ thì ông không kịp vô, không kịp chút giờ nó mất đó là nó kéo tay chồng nó vô, nó cầm tay chồng nó đi rồi. Mình tặng dân thơ anh bác sĩ hai bác sĩ anh hỏi là không nổi anh hỏi chị là chịu nổi không hả? Em hỏi chị rồi nói với chồng nó thì vậy, nói với tôi là nó con khỏe rồi mẹ làm được cho con chắc em không sâu rồi anh ơi. Trời ơi nó biết biết nó là vậy mà nó nuôi một câu nó nữa. Nói với chồng là chắc em không xong rồi. Hay mà giúp tôi mẹ làm cho con đi, con khỏe quá rồi. Đau quá. Giấu cô á, giấu á, sợ nói ra cô lấy á. Bởi vì cũng nói với chồng biết à, ví dụ thì cũng biết, nói với chồng hết chị từ lúc mà chị phát bệnh ra là chắc anh cũng biết. Mà chị không có đi viện liền hả anh? Nói chung là có bà nhà bệnh á. Em cũng tính tiền bà đi khám phát biểu gì đó. Dạ. Rồi nói đi khám đi. Rồi nói may đồ này kia rồi coi bả gì đó. Rồi nói đi không được. Rồi em tính chở đi đi khám gì đó. Rồi nói đi lại coi bà gì đó. Ăn gì được? Ăn gì nè? Làm cái đêm nay là ăn gì tường thật? Đêm nay á. Ăn gì? Ăn gì tường thật? Đêm nay làm gì đó? Rồi một đêm ngày mai nữa làm cũng mình đại khách. Làm ba đêm hết đêm rồi. Dạ. Lo. Dạ. Lúc đó là mẹ cũng bệnh. Người vợ cũng bệnh. Hay là chị giống như để lo cho bà rồi trước. Nói chung là lo cho bà. Nó giấu hoài không chịu nói. Hai vợ chồng biết lúc hồi tí nhỏ này nè. Hai vợ chồng cũng sợ với nhau rồi. Là biết rồi. Hồi nhỏ. Phải là lúc đó bác sĩ có tư vấn mình làm dạ, như là có bệnh thì y mình cũng có cái nó nặng tới biết chưa có đáng sợ cho nên mình chưa có biết. Mà giảm nó nhỏ nó không có đau. Bởi nó không có đau mới mình để y gì đó. Rồi nó không đi khám. Dạ. Tới bà già mất nè. Mới kêu em chở đi Bạc Liêu khám đó. Bạc Liêu khám thì người ta nói là cái này là để không được, phải đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn thì em cũng cho đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn rồi khám rồi siêu âm người ta nói cắt mổ người này đó. Rồi người ta siêu âm người ta lấy di căn nhiều quá rồi. Di căn tới xương mà cục dữ, di căn tới xương được. Dạ. Mới chạy về đó, về thành phố Nam gì đó. Dạ. Rồi lúc mà lên Sài Gòn là nặng rồi, người ta nói nặng rồi đó, chút xíu gì nó mà nặng. Phải chi cắt được là gia đình rồi đi cắt bỏ. Đó là nếu bác sĩ Sài Gòn nói cắt được là cắt rồi. Tại nó cắt cũng được 3 tháng. Đúng rồi, đầu đó nghe là cắt xong rồi về 3 tháng. Bác sĩ nói là cắt cũng không xong. Xong được rồi. Bây giờ không cắt thì nó mình đi Phúc Nam nó được dài lâu. Bây giờ hơn 1 năm, 2 năm. Một này tính ra là một ác tính là cắt không được rồi. Từ mà nó nhận nặng nhất là chú lợi ban đầu là nó mấy 6-7 tháng hả? Dạ. Từ đó tới giờ là lúc đó là cái vết thương là bị lâu rồi. Bự lắm rồi. Cái đó là lúc đó là nặng rồi đó. Nặng luôn rồi đó. Lúc đó là cỡ bàn tay là để vô con lọt. Bự quá. Nặng đó. Khi anh em mình đến là chắc là chị bị gì lâu rồi, bị nặng rồi mình mới đến. Dâu lắm. Chiều đau đơn, chiều giống như gia đình là giống như vô đường cùng rồi mới nhờ anh em YouTube đến để chia sẻ chứ lúc sợ trước là mẹ thiếu nợ sẽ mẹ không trước là cũng chịu đựng sợ không ai lo cho mẹ nó gan lo bây giờ lo bằng gì lo cho mẹ bằng cách nào còn hai ba đứa con ba đứa nhỏ giờ một mình anh là chăm sóc ba đứa con mà
buồn quá cả nhà. Sự nghe tin là thật sự quá buồn. Mỗi lần mà đến thăm chị á, thì chị nào mà cho tôi uống thuốc đây, mẹ đi uống thuốc, mẹ ăn cơm đi, mẹ ăn được. Rồi lắm. Hay cái tin là một lần buồn. Hôm nay thì cũng là ngày cuối cùng. Cuối cùng đường cùng cũng sợ lo cho mẹ nó nữa. Sự anh em lần nào đến thăm cũng vậy, khi mà lại thăm mà nhìn vết thương của chị là nhìn thật sự nó đau đớn gì đâu á. Đau lắm mà không dám nói. Nhờ sợ mẹ lo. Thôi đi, sáng hôm qua nó nói đi, nói là mình biết nó là nặng rồi, biết nó là không khỏi rồi mà nó nói con hết rồi mẹ, con khỏe. Cứ nói một câu đó cho tôi nghe nữa, mẹ làm thuốc cho con đi, con khỏe. Nó, mình biết nó nói một câu đó là chắc không khỏi rồi mà nói một câu này mình đâu có tin nữa. Tôi cứng lưng hết trơn rồi. Mình giấu, lại cứng giấu hết mẹ trơn rồi. Từng mất rồi vẫn mà giấu, giấu, giấu mẹ nữa. Sợ mẹ đau lòng. Rồi có tâm sự với chồng. Thì nó biết với chồng nó thì nó biết mình nó vậy mà nó giấu tôi hoài luôn, nói tôi khỏe, con khỏe, mẹ đừng lo nữa. Cứ vậy vậy mà mình biết nó giấu mình rồi, mình lén lúc khóc hoài sau lưng nó không cho nó biết. Thôi em cũng chia buồn với anh ha, anh cũng đang làm ngoài kia hả, anh có làm gì làm đi, cố gắng lên nha anh. Ở chồng của chị Mỹ Lai đây cả nhà, anh đang làm ngoài kia. Nó cũng lo, cũng thương bây giờ mà anh, ai biết mà. Anh đi giữ vuông, giữ vuông. Lo giữ, lo làm, lấy tiền làm cho con ăn học. Bây giờ nó không có sức lực mà làm nữa. Mọi người cố gắng. Giấu tới chết luôn, không chịu nói giấu tới chết luôn. Hồi 10 giờ hôm qua cũng kêu tôi, mẹ ơi đi ngủ đi, mẹ mất ngủ lâu quá rồi, mẹ đi ngủ đi, nó mẹ không ngủ đâu, mẹ coi con. Dạ. Mẹ chăm sóc cho con. Biết quan tâm cho gia đình. Biết, nó đi cũng không có gì mấy mà nó đi đâu. Nó, mình của nó nói là nó còn sống. Ừ. Nó nói là sống, nó không chết. Cứ nói là hết bệnh rồi. Hết bệnh rồi. Mẹ yên tâm đi, con hết bệnh đây, mẹ làm thuốc cho con đi. Dạ. Rồi tôi nghi ngờ là nó tự nhiên kêu tôi làm phước mà nó làm phước gì. Nó nghi nghi rồi đi làm, đi mua đồ đó mà cũng nghi rồi. Sao mà kêu tôi làm phước, chắc làm vậy. Rồi tôi cũng trả lời nó, con yên tâm đi, mẹ con muốn gì mẹ làm cho con vừa ý luôn. Rồi chừng nào con dặn mẹ nuôi con của con thì mẹ đâu có bỏ đâu được. Hồi sanh ra của mẹ nuôi mà, con đâu có nuôi đâu. Chỉ là có mẹ có mặt có con thôi, tắm rửa giặt giũ đi học đi chơi này nọ có nó đâu, có mình tôi lo cho nó, con nó tính ra là một tay cô, một tay từ sanh đẻ ra nó vô đẻ lần nào quả, biết bao nhiêu chừng đó. Cô có một đứa, cô nói là con đứa con gái hả, có đứa nó mà, đứa con trai đó là người ta có vợ theo vợ đó, thấy không, ta đâu có lợi đâu, chút xíu xíu ta đi rồi. Người ta yên tâm đi, mẹ lo hết tất cả cho con. Đồ của chị đó hả cô? Đồ của chị sắp xếp nè, nhiều vậy đó hả? Đồ nó nè. Ồ. Luôn nè. Thôi đồ của chị mới like nè, cả nhà nhìn nhiều coi nè. Một cái đóng luôn, nó đồ mới chứ mặc cũng đem cho nó hết luôn rồi. 5-6 bị bọc nè. Một đóng vậy đó. Có những bộ đồ là chưa có mặt, chưa có mặt luôn. Ừ. Đồ chị bệnh đó, bệnh người nằm. Mẹ con hết bệnh, con mặc đồ này đi chùa, cái đồ đi chùa đó. À. Gì con? Năm hai năm nó chưa có mặt. Không có mặt được đi đâu á, nói là mẹ ơi con hết bệnh đó là con đi chơi, đi Nam Giang, đi du lịch này đi dịch nọ, bây giờ đi bỏ tôi trước rồi. Giờ đi chơi rồi. Ừ, giờ đi luôn rồi đó cả nhà. Thì chị chỉ gửi gắm, trước đó là gửi gắm nuôi mấy đứa nhỏ thôi chứ giờ không, cũng không có nhắn nhủ gì hết. Nói một tiếng nào cũng con khỏe, mẹ đừng có lo. Dạ. Mẹ có sức đi nuôi con cho con. Dạ. Mấy đứa cao đó mẹ. Rồi mấy đứa nó nghe lời mẹ không có ghét mẹ. Chào gì? Mẹ. Chào Lê Phú. Dạ. Chào Lê cho mẹ nó bị. Rồi. Rồi. Đi không chùa đi, đi chùa mà ông chở đi. Ông chở đi vô chùa đi tu 7 ngày. Tu 7 ngày. Dạ. Chân mẹ nó làm 7 ngày rồi mới cho về. Mà cũng đi rồi cũng bữa nay cũng cho về. Là đi vô chồng xong rồi về lại. Dạ. À.
nó còn ăn còn uống, nó còn chưa biết ăn buổi chiều sao, nó còn đói lắm. Chưa có ăn được gì hết. Chưa. Khi mà chị mất đó là chị bụng giống như còn đói. Còn đói mà nói ăn không được, là tôi cho một muỗng cháo gì đó, nó nuốt được chút xíu, nó nhả ra trả tôi lại. Tôi nói sao mà con không ăn mà con nói con ăn. Tôi nói chọc nó gì chứ, nó cười đâu có cười nữa đâu. Rồi nó một hồi nó hạ miệng ra mà lé lưỡi ra là tay nó thì để vậy, nó hoặc làm vậy ngăn thẳng vậy luôn, tôi la làng lên luôn. Thì chính là chị ra đi nhẹ nhàng, tay gì để gì rồi đi nhẹ nhàng lắm, nhắm mắt rồi tôi kêu quá nó mở mắt dòm tôi rồi nó nhắm đi luôn, tôi giờ luôn. Con đi hả? Đi. Nó đi á, ông nội nó đang. Nội đang đi cả nhà. Tội quá. Ở nhà ông nội là cũng gần đây hả cô? Cũng gần đây. Cũng gần đây. Giờ mọi người đang chuẩn bị đồ đó hả cô? Dạ, hôm qua là bông, hôm qua là chưa có làm ha. Dạ. Sáng nay mới làm. Giờ bà con ai ai cùng khóc, tại hôm qua quá trời. Cô kể là thấy tội nghiệp cho chị đau đớn cỡ nào. Đau. Ghen. Khi mà đi cũng không bao giờ mà nói một câu gì mà để không, cho mẹ lo. Không nói một câu, nó đau chỗ nào cho mẹ lo. Chị là con khỏe, mẹ yên tâm đi con. Đau khỏe. Đau mà sắp mất cho cô là dù gì cũng phải nói là mẹ ơi con. Mẹ con đau quá rồi, không sao. Nói câu nào luôn, nói mẹ ơi làm thuốc cho con đi, con khỏe rồi, cái mai con hết bệnh rồi. Nói câu này tôi nghi rồi, sao mà kêu tôi làm thuốc cho nó. Mạnh Thường Quân nói là, Mạnh Thường Quân có như Mạnh Thường Quân nói là chị Mỹ Lai nè. Đúng như rất là mạnh mẽ luôn, rất kiên cường. Tuy cái người đau đớn, đang bị thương và đau đớn như vậy, nhưng mà khi mình đến, nhìn chị rất là bình thường, không có tỏ ra sự đau đớn. Nhìn chị cứng rắn lắm luôn, chịu đựng á, chịu đựng. Nếu như mà chị đau đớn á thì đâm ra là cô ở đây là người chịu khổ, lo khổ lắm, không có ngủ được. 24 trên 24 là mình tôi, chồng nó là chút gì đó. Dạ. Khi cô đi ngủ nữa. Đi ngủ đi mẹ. Cô mệt á, đi ngủ. Mẹ đi ngủ đi, mẹ ăn cơm đi. Con ăn đi, đừng có lo mẹ. Mẹ không sao đâu. Dạ. Lo mẹ ơi, uống thuốc chưa mẹ? Đừng có lo mẹ, lo con kìa. Con không sao đâu, con hết bệnh rồi. Rồi giờ đó đó, hôm qua giờ này đó, mấy giờ đó, mới bây giờ con ăn gì nữa không? Uống sữa, uống lúc đầu uống thì uống được, mà ly sữa vậy đó. Như là bây giờ cũng bớt, bớt đi cái sự đau đớn rồi đó cô. Nhìn hình ảnh của chị cả nhà. Này hình lấy hình chụp ở trong máy hả chị? Đó có cô? Lấy hình trong điện thoại hả? Lấy trong điện thoại á. Cả nhà. Cái dấu con, cái hình hài gì cũng biết nó đi đâu luôn á. Rồi tôi lấy điện thoại nó lục ráng, lấy đi làm. Chui lỏng ha cả nhà. Rồi cô cố gắng ha, con cũng xin phép nha cô. Dạ dạ, cô làm việc đi. Dạ dạ, cô có làm gì làm. Dạ. Cố gắng lên ăn chay. Rồi, chay lớn kìa, ăn chay lớn. Cô chị đó. Đúng rồi. Quá không ai biết đâu mà có lợi. Dạ đúng rồi, giờ mình tụi con cũng tranh thủ để đăng cái tin này lên. Vậy là ngày mai mấy giờ cô? Ngày mốt mấy giờ? Mốt 6 giờ sáng. 6 giờ sáng ha, đưa đến chùa Sim Cán. Dạ, thì ở đây là số nhà là 2 xẹt mấy cô? 2 xẹt. 2 xẹt 231. 2 xẹt 231. Ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch. Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Dạ. Cả nhà. Ở đó là cái địa chỉ nhà của chị Mỹ Lai 34 tuổi nha cả nhà. Dạ. Thì em cũng xin thông báo để cũng như là quý khán giả cũng như là ở gần nó có thể đến thắp hương thăm viếng gia đình đó. Dạ. Em cũng mong chị an nghỉ ha. Giờ em cũng đi ra ngoài cả nhà. Thôi đi không? Đi không cô? Dạ, dạ. Đi ngoài hôm nay thì giờ này thì cũng em thấy thì cũng có người trong gia đình không à? Đang chuẩn bị để lo nè cả nhà. Còn giờ này cũng còn sớm á. Cái này nãy cô nói làm gì? Dạ. Cái gì Phật, Phật lễ dân nó làm lễ đó, đang làm cái này để làm lễ đó đây nè, mới vừa bây giờ chắc cho phép em cũng xin phép là tạm cái video này ở đây, như là hẹn gặp lại quý khán giả quý mình Hùng Quân trong những video tiếp theo ha. Qua video thì cũng gửi lời, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân, quý nhà hậu tâm rất là nhiều.
đã đồng hành của anh em giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Mỹ Lai 34 tuổi. Nhưng do căn bệnh quá nặng thì chị đã ra đi rồi cả nhà. Thì em xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại ạ. Cho mẹ con hết bệnh để làm gì? Để nuôi mấy đứa con. Để nuôi mấy con. Để con, để cho con đi học. Mẹ bệnh chắc mấy đứa con cũng buồn lắm đúng không? Dạ. Nên là mong cho mẹ hết bệnh để lo cho mấy đứa con đúng không? Dạ.